video này, Tin Học Sóc Nâu sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi ngôn ngữ hiển thị trong tài khoản Gmail từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc sang một ngôn ngữ khác. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện. Các bạn truy cập vào Gmail. Tiếp đến, bấm vào biểu tượng hình bánh răng và chọn cài đặt. Trong tab đầu tiên, đó là tab chung, các bạn chọn mục ngôn ngữ. Trong danh sách, các bạn tìm tới ngôn ngữ các bạn cần chuyển đổi. Giả sử mình chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh, mình chọn là English. Còn bạn nào muốn chuyển sang tiếng Việt thì các bạn chọn là tiếng Việt. Sau khi chọn xong, các bạn kéo xuống dưới cùng, các bạn bấm vào lưu thay đổi. Lúc này tài khoản Gmail của mình đã được chuyển sang tiếng Anh, và để chuyển đổi lại thì giao diện ngôn ngữ tiếng Việt thì các bạn bấm vào cài đặt. Và trong mục Language, các bạn chọn là tiếng Việt. Tiếng Việt, các bạn kéo xuống phía dưới, chọn Sao Trang. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.